Vừa qua, một cây xanh cao 17 mét đã bất ngờ ngã đổ tại giao lộ Mạc Đĩnh Chi - Nguyễn Đình Chiểu vào chiều tối ngày 7 tháng 10, khiến 4 người bị thương, trong đó có một trẻ em và làm hư hỏng xe máy. Trong thời điểm mùa mưa đang diễn ra, người dân lưu thông trên các tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh luôn cảm thấy bất an khi ngày càng diễn ra nhiều vụ ngã đổ cây xanh gây thiệt hại về người. Trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 10 tháng 10, ông Vũ Ngọc Kỷ Văn, trưởng phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tượng nhiều cây xanh ngã đổ trong thời gian gần đây có nhiều lý do gây ra. Đại diện công ty cho biết, qua kiểm tra, các cây xanh ngã đổ đang trong trạng thái sinh trưởng và phát triển bình thường, không có biểu hiện khiếm khuyết. Cây ngã đổ trong thời điểm mưa to, dông lốc lớn. Các nguyên nhân khiến cây xanh ngã đổ liên tục trên địa bàn thành phố vừa qua là do nhiều yếu tố góp phần, bên cạnh biến đổi khí hậu, triều cường gây ngập úng, khô hạn nắng nóng kéo dài, ô nhiễm, mật độ xây dựng cao làm thay đổi hướng gió, các hành vi xâm phạm đến hệ thống rễ cây là nguyên nhân chính khiến vấn đề nhức nhối này diễn ra nhiều lần. Các hành vi xâm phạm đến hệ thống rễ cây như là đào đường, thi công các công trình ngầm đã tác động rất lớn đến khả năng sinh trưởng và phát triển và sự chống chịu của cây xanh. Đây là một nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cây xanh ngã đổ ngày càng phổ biến trong thời gian qua. Thì về phía công ty thì trước khi mùa mưa bão cũng đã đẩy mạnh công tác cắt tỉa cây xanh, đề xuất xử lý những cây hư hại kiên quyết nhằm hạn chế mức thấp nhất sự cố cây xanh gây ra thiệt hại cho người và tài sản và phương tiện tham gia giao thông cùng các công trình công cộng khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cây xanh khuyến cáo khi trời mưa to, gió lớn, người dân nên hạn chế lưu thông ngoài đường, không đến những khu vực nhiều cây xanh như công viên để hạn chế các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.